Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18 á. Hiện tại thì đang là buổi tối, mình tới bữa nay vẫn chưa đi ngủ á, nên nhiều khi trên bầu trời nó sẽ xuất hiện những con phantom ha. Ở trong đây á thì nó có một cái thành tựu liên quan đến con phantom đó luôn mà qua nay mình quên làm mất, là một cái thành tựu mình cần phải bắn một mũi tên nhưng mà trúng hai con phantom một lượt nha. Như vậy thì mình sẽ cần một cái cây nỏ có cái dòng xuyên thủng. Căng rồi, căng rồi. Bây giờ xuyên thủng thì trong rương mình không có nè, chắc mình phải đi cường hóa mới được. Ok, chắc mình sẽ đi cường hóa một xíu ha, để chúng ta kiếm cái dòng xuyên thủng cho cây nỏ thôi. Tranh thủ lúc mà phantom nó chưa xuất hiện á. Ui, mới nói, nó xuất hiện rồi kìa. Nhưng mà có một con thôi. Lẹ, cường hóa lẹ. Để chúng ta còn đi quẩy với con phantom nữa. Thử coi, có xuyên thủng hay không? Chạm hỏng hả? Hên xui nha. Ê, nó có luôn xuyên thủng nè. Ui, hôm nay nhân phẩm mình cao vậy. Enchant phát được luôn nè. Bây giờ thì mình còn thiếu mũi tên thôi, tại vì dùng nỏ thì nó sẽ tốn khá là nhiều mũi tên ha. Nên mình sẽ vô trong nhà để mình lấy mũi tên trước đã. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi bắn phantom á. Hôm nay phantom xác định với mình rồi. Mũi tên, đây. Có mũi tên luôn. Tiếc là nỏ trong đây thì mình không có ép được dòng vô hạn á. Phải ép được vô hạn thì hay biết mấy. Rồi giờ thì mình sẽ lên nỏ sẵn luôn. Giờ thì đợi phantom nó xuất hiện thôi ha. Ơ, và trong ngày hôm nay thì... Ôi, chưa, từ từ. Trước khi làm việc thì để đi lấy thức ăn cái đã. Rồi, giờ thì đi bắt đầu công việc ngày hôm nay thôi. Hôm nay nhân vật chính của chúng ta sẽ là hai bác dân làng được chọn. Hai bác này thì đang đứng ở một vị trí rất là đặc biệt. Ơi! Thanh niên nào lại đây rồi biến hai bác dân làng của mình thành hai thay ma dân làng rồi. Ơ kìa, mình nghi là con này lắm. Chắc là con này rồi nè. Mặc cái bộ đồ vàng vàng giống cái bác dân làng tay ma. Chắc là con này đó. Cho nó trả giá liền. Wow thế nhờ. Mới đi vô nhà mình ngồi bóc phét xíu thôi à, mà hai bác đó đã thành dơm bay luôn rồi. Mệt thiệt chứ. Bây giờ mình cần phải đi chữa bệnh cho hai bác đó nữa nè. Không ngủ cũng có cái bất lợi ha. Là những bác dân làng mà không được bảo vệ là sẽ rất là dễ bị biến thành thây ma luôn. Lần trước mình nấu thuốc ở đây còn nè. Mình sẽ lấy thêm hai trái táo vàng nữa. Rồi chữa bệnh lẹ nè, để em thôi. Trời sáng cái hai bác đó chết cháy nên thì hết cứu luôn á. Vô phương cứu chữa luôn á. Rồi. Chữa bệnh. Đây chọi thuốc. Đó, hai bác này sẽ bị yếu đuối ha. Rồi bác này trái. Bác này trái. Thì cái tình đó hai bác ơi. Không la lên, bị thây ma quýnh là la làng lên người ta bay qua ta cứu liền. Không la gì trơn sao mà biết đường mà cứu được. Wow nghe. Rồi giờ thì mình sẽ tranh thủ trong lúc này. Ui trời, gấu chơi gì dữ vậy? Chơi mà lật ngửa luôn. Quá là nghịch ngợm mà. Mình sẽ tranh thủ mình nhân giống thêm mấy em gấu trúc ha. Đó. À, nhân giống hai gấu trúc nâu luôn. Thử coi, coi có ra gấu trúc nâu con không nha. Hôm nay mình chưa thử nữa. Được không? Ồ, như vậy là mình đã có cách để có thêm nhiều gấu trúc nâu rồi. Mình chỉ cần cho hai gấu trúc nâu nhân giống lên là được hả? Đấy nhưng mà, trời gần sáng rồi. Không ổn, trời sáng là mấy bác chân làng sẽ bị chết cháy đấy. Mình cần block để che nắng cho mấy bác chân làng. Đừng nha. Rồi, tại vì giờ chưa hết bệnh á nên mình phải che nắng lại. Đêm thôi ban ngày là ánh nắng mặt trời sẽ thiêu đốt hai bác này đó. Nguy hiểm lắm. Rồi, như vậy thì đảm bảo an toàn cho hai bác rồi đó. Giờ hai bác đang bị cách ly đó nha. Hai bác này đang là F0 á, mình... Ôi chích! Hai bác này F0 như mình F1 rồi.
Oh no. Thôi kệ đi, bác sĩ mà sợ gì. Giờ hết làm thầy Lộc rồi, giờ làm bác sĩ Lộc. Rồi giờ chờ đợi đi. Hai bác này cà giật nó giờ cũng khá là lâu rồi ha. Rồi trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi cho các bạn xem cái khu vực làm việc của chúng ta vào ngày hôm nay. Đi. Đi. Khu vực làm việc này thì nó sẽ khá là gần cái chỗ farm dưa hấu của mình ha. Đây là chỗ để cho hai bé dân làng này xây dựng một cái gia đình siêu to khổng lồ luôn. Mình cũng cần khá là nhiều dân làng trong thời gian sắp tới để phục vụ vào cái công việc giúp mình có thể kiểu như là giải quyết số lượng lớn dưa hấu, bí ngô nè. Rồi ví dụ làm máy pha mía thì cần giải quyết mía nè. Nhiều thứ lắm. Nói chung thì những bác dân làng sau này sẽ đều có công ăn việc làm hết á. Thế nên đây chính là nơi để những cái bác dân làng có thể đẻ ra thật là nhiều dân làng con á. Ngay vị trí này luôn. Mình đang định là làm một cái chỗ đẻ cho mấy bác dân làng ngay đây nè. Chắc bây giờ thì mình sẽ làm luôn đi. Tranh thủ trong lúc chờ đợi hai bác dân làng khỏi bệnh ha. Cái chỗ này thì mình sẽ xây nó bé bé thôi. Nó sẽ tầm 4 ô á. 1, 2, 3, 4. Nói chung mình sẽ xây 4 ô ha. Rồi sau đó sẽ đưa mấy bác dân làng vô trong này. Xây cao lên để có gì quái buổi tối nó không có chui vô. Rồi giờ thì làm một cái đường để đưa mấy bác dân làng vô thôi. Mình còn một chút cái đường ray nè. Nói vô luôn. Đó. Hai bác dân làng sẽ chui vô đây và sống chung với nhau ha. Và để tránh trường hợp mấy bác dân làng này bỏ trốn thì mình sẽ gào ở phía trước lại bằng một cái cửa sập. Đóng như vậy ha. Đó, như vậy thì mấy bác sẽ không có trốn được. Mình sẽ đập bớt cái này ra. Rồi. Giờ thì còn mình còn thiếu những cái giường mà từ từ để về nhà làm cái giường sau. Mình sẽ làm mình chưa dẫn mấy dân làng vô được mà. Giờ trước mắt là bay về để coi coi dân làng khỏi bệnh chưa ha. Rồi đưa hai bác đó vô trong cái khu vực mình mới xây nào. Khỏi bệnh chưa? Thôi chắc mình đứng đây mình canh luôn đi. Không thôi mệt mỏi nữa. Đi lòng vòng cái hai bác này biến mất cái là xong phim luôn á. Phải gắng chờ đợi xíu ha. Cho hai bác này khỏi bệnh đi rồi mình mới làm tiếp được. Đây rồi, đây rồi. Bác đầu tiên. Bác này nhanh lên. Ủa mình cứu cùng lúc mà sao bác này lại lâu khỏi vậy ta? Lạ thiệt ha. Coi coi một lúc nữa coi. Ui hay là tại bác này mặc giáp nên lâu khỏi bệnh hơn ta. Nhìn cái tướng mất này cà giật mất cự quá à. Khỏi bệnh lẹ lẹ đi rồi dẫn đi chơi nè. Mình sẽ đặt xe mỏ đây sẵn nha. Vừa khỏi bệnh là dẫn đi liền. Khỏi bệnh đi, khỏi bệnh đi. Rõ ràng mình chọi thuốc. Ở đây rồi rồi. Mình chọi cùng lúc mà. Hai bác lại một bác khỏi trước một bác khỏi sau cả. Lừa thật. Rồi mình sẽ đẩy hai bác này để đi vô cái đường ray tăng tốc ha. Đó. Đó. Tới mình. Whee. Đi rồi. Đi tới nơi ở mới nào. Mình sẽ làm cái chỗ farm này nó xa xa những cái chỗ ngôi làng hoặc là những chỗ mấy bác dân làng khác ha. Để cho cái chỗ sinh sản mấy bác dân làng này nó hoạt động tốt nhất có thể. Rồi từ từ mình sẽ đưa những bác dân làng con đó vô trong những cái chỗ mà mình từng xây ha. Như vậy thì cái chỗ của mình nó sẽ bớt cô đơn hơn rồi đó. Đi thôi nào, đi thôi nào. Đừng có con nào cản đường nha. Nhất là mấy con cừu á. Mấy con cừu nó ưa đứng trên đường ray. Nó cản đường mình lắm. Rồi. Vừa đẹp luôn. Xong, xong, xong. Mình chắc mình phải phanh lại. Phanh lại. Ê, số dê, số dê. Không cài số dê. Ui, đứng yên, đứng yên. Đứng yên đó. Vô chóng đi. Rồi. Tới mình đi vô trong cái đó. Mình cần phải cho bác này đi ra trước. Đó, một bác. Bác này xích vô xíu đi. Xích vô xíu. Đêm thôi mình đập cái đường xe mỏ cái là lại văng ra ngoài là mất công lắm. Rồi, giờ thì hai bác này đã nằm yên ở, ngồi yên ở bên trong rồi ha. Mình sẽ làm một cái chỗ để cho dân làng con sau khi
được đẻ ra thì sẽ đứng ở đó đợi mình dẫn đi chỗ khác đó. Mình sẽ làm cách cỡ mấy ô giờ ta? Ê, ngay đây. Ngay đây thì gần quá. Ồ, mà chắc không sao đâu. Gần gần chắc cũng không sao đâu. Rồi, đặt đây cái cửa sập ha. Dân làng con sẽ tưởng đây là cái chỗ có thể đi được và lọt xuống dưới này. Dưới này thì sẽ có một xô nước để đẩy dân làng con đi qua bên đây. Đó, hợp lý rồi. Qua tầm tới này nè. Rồi sẽ đi ngược qua lên đây ha. Rồi mình chỉ cần lấy một cái xe mỏ rồi đường ray các thứ rồi chở đi thôi. Nhưng mà mình cần phải có thêm xô nước nữa. Thôi bây giờ thì mình sẽ đi về nhà để mình lấy thêm những thứ cần thiết cho cái máy farm dân làng này ha. Mình sẽ cần ít nhất là 3 cái giường. Tại vì một cái giường là một bác dân làng đúng không? Mình 3 cái giường mà ăn trọng có 2 bác thôi. Thì 2 bác ấy sẽ tỏ tí te để có thêm một dân làng con ha. Giường thì mình sẽ cần có thêm gỗ. Đây, gỗ đây. Đây nữa. Rồi, len. Len thì hình như mình hết rồi. Thế thì lấy chỉ lên làm đỡ đi. Rồi, làm. Được 5 cái giường luôn. Quá đã. Rồi mình sẽ cần có thêm ít cái bảng nữa. Đây, mình sẽ làm 3 cái bảng ha. Còn gì nữa không ta? Để mình nhớ coi. À, xô nước. Đúng, xô nước thì... Đây, một xô. Gắn kiếm thêm xô nữa đi được không? Đây, xô nữa nè. Rồi. Đủ rồi đó. Giờ thì quăng bệnh làm tiếp thôi. Múc sẵn 2 xô nước luôn đi ha. Tại vì mình cần 2 xô thì mới đẩy bé dân làng lên trên được. Phải quá. Ồ, lộn. Bên này mới đúng. Hai chỗ này ná nhau nhìn lộn rồi. Đây, xuống dưới này. Và cái chỗ này thì một xíu mình phải thắp đuốc lên nha. Để không thôi buổi tối zombie á, nó lại đây rồi nó ăn thịt hết mấy bác dân làng mình á. Giống như nãy là thành zombie dân làng hết là toan. Nước chảy qua đây. Xong mình sẽ gào ở đây lại. Khi nào dân làng lớn thì sẽ được đẩy lên trên ha. Mình xây tạm bằng mấy cái này đi nha. Một xíu mình sửa là sao. Xây tạm thôi. Nè, nước nó sẽ chảy qua tới đây nè. Mình sẽ hứng dân làng ở đây ha. Gào lại luôn. Lấy đất gào lại luôn. Không có đem theo block để xây nhiều á. Dùng tạm đi. Rồi đây cái nữa. Rồi mình sẽ ví dụ mình là dân làng con sau khi lớn ha. Nó sẽ nhảy tưng tưng như vậy nè. Rồi nhảy lên đây. Nước sẽ đẩy qua đây. Và mình chỉ cần lấy một cái xe mỏ ở đây và chở đi thôi. Khá là đơn giản ha. Rồi, cơ bản thì cái chỗ farm dân làng đã xong rồi đó. Giờ thì đặt nốt mấy cái giường ha. Đây một cái. Đây một cái. Đến khi mình đặt cái giường thì mấy bác này sẽ xanh xanh lên nè. Là ok rồi đó. 3 cái giường. Sẽ đặt dài dài ra. 4, 5, mình có 5 cái thôi. Đặt 5 cái ra. Nhưng mà bây giờ thì hai bác này vẫn chưa có hiện trái tim được. Phải cho ăn người ta ăn người ta mới hiện tim được ha. Bây giờ mình sẽ gào này lại trước đã. Cho chắc. Rồi, có đem theo đuốc trong cái rương không? Trong này hết đuốc rồi. Giờ thì mình sẽ về nhà làm thêm một chuyện khác trước khi quay trở lại đây để trang trí cho cái chỗ farm á. Tại vì nó sẽ cần rất là nhiều những cái thức ăn cho bác dân làng luôn. Thế nên mình cần phải làm một cái chỗ để mình có thể nhân giống cấp tốc những cái thức ăn đó. Và mình sẽ cần làm một cái máy nhân giống tự động chạy bằng cơm á. Xong, giờ thì bắt tay vào làm thôi. Cái này thì đặt ngay đây, hướng nó sẽ hướng về phía cái chỗ lò nung của mình đi. Mình sẽ đặt trước ba cái máy phân phát ha. Đây là chỗ để mình nhét hộp giống vô nè. Nó phải chĩa vô trong nha. Đó, tất cả đều chĩa vô trong. Chỗ này thì mình sẽ dùng cây cuốc. Mình cuốc đất ra. Còn mình muốn cho nó phát triển nhanh thì mình có thể dùng nước ha. Không dùng nước cũng được. Cũng không cần thiết lắm nhưng mà mình dùng nước cho chắc. Để không thôi cái đất này nếu mà mình không dùng sau một thời gian nó sẽ bị biến thành đất bình thường á. Nên phải đặt xô nước vào cho chắc đi. Cái tiếp đến thì mình sẽ đặt cái cần gạt vô đây. Đây là chỗ bật tắt ha. Một cái bộ redstone ở phía sau.
Ừ, giờ thì lại cần thêm block rồi. Mình có block nào đặt lên được không ta? Ở đây đây đây, block ở đây có đầy. Dùng gạch luôn. Sẵn tiện cái bên có gạch dùng gạch luôn ha. Rồi mình sẽ đặt vô đây. Và bít tông á thì mình sẽ đặt nó hướng về phía trước. À, kiểu sao ta? Kiểu như vậy nè. Đó, vậy là đúng rồi ha. Và khối theo dõi thì mình sẽ úp ngược cái mặt nó xuống như vậy để cho chấm đỏ hướng lên trên ha. Và cuối cùng là những cái bộ redstone mình sẽ gãi ở phía trên để cho nó dẫn điện thôi. Đây. Đây. Rồi. Đó các bạn thấy chưa? Nó đã bắt đầu có thể hoạt động rồi đó. Dạ mà nó ổn quá. Ồ, nó cũng khá là tiết kiệm bột xương của mình đấy chứ. Hợp lý nhờ. Thôi bây giờ mình sẽ đứng ở đây, mình sẽ AFK một lúc. Đến khi nào mà mình có tầm 1.000 là 9 gì đúng không? Vậy là tầm 18, 18 stack khoai tây á. 18 stack khoai tây là mấy bé dân làng sẽ bắt đầu có thể đẻ được rồi đó. Cố lên. Hết xương thì phải đi farm xương thêm chứ biết sao giờ. Mà làm này sợ muốn xỉu luôn á. Tại vì mình phải vừa làm và vừa quan sát xung quanh nữa. Coi có con Reaper nào nó lọ mọ lại cho mình không? Nó mà lại cho mình là nó nổ vừa vừa banh xác mình mà còn banh luôn cái chỗ farm này nữa. Chưa chưa chưa, để coi được bao nhiêu rồi. Hiện tại thì mình cần 18 stack đúng không? 2, 4, 6, 7, 14, 15. Vậy là còn thiếu nữa, tầm 3, 4 stack nữa mới đủ. Đáng thêm xíu nữa thôi. Mà tranh thủ đi ngủ một cái đi, để em thôi, ngồi mới quay lại mấy mấy chân làng thành zombie hết á. Ồ, đủ rồi, đủ, 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 đủ rồi. Mùi làm cái này nó cũng ra khá là nhiều khoai tây độc nha. Nên vứt đi ăn cái đó là chết queo quá. Khoai tây độc mà. Rồi, giờ thì mình sẽ tranh thủ mình ghé vô trong nhà mình ngủ một cái đó. Đi ngủ một cái. À đây có cái giường ngủ luôn. Có nhà không ngủ. Ngủ ngoài trời cho nó mát nha. Kìa 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 kìa, đằng xa xa có con zombie nó mò mò lại mình kìa. Đấy, biết ngay mà. Biết ngay mà, con nhóc nhỏ nữa, nhóc nhỏ này, nhóc nhỏ này, chạy lên đây, chạy lên đây. Nhóc nhỏ nè. Nhóc nhỏ. Nhóc nhỏ nè. Nguy hiểm chưa? Ý là chỗ mình cũng có ánh sáng các thứ rồi đó. Khá là căng á. Và chỗ của những bé chân làng thì mình đã chỉnh sửa một xíu để dễ dàng quan sát được cái quá trình phòng the của mấy bé chân làng, thì mình đã ốp bằng thủy tinh á, trong suốt nhìn cho nó rõ ràng chi tiết, full HD luôn. Đó. Rồi, giờ thì cho mấy bé chân làng này ăn thôi. Đó, ăn khoai tây đi. Cho ăn cá đóng luôn, ăn no phình bụng luôn. Đó, mấy bé chân làng đang lượm vô kìa. Rồi sau khi lượm đầy kho đồ thì một xíu mấy bác này sẽ có đó. Ui, ngại quá ngại quá. Ui, nhắm mắt lại không dám nhìn đâu. Cảnh này, cảnh này tình cảm quá. Cảnh này hai bác này đang trao cho nhau những trái tim to đùng ha. Rồi hãy đến với nhau đêm nay. hãy đến với nhau đêm nay. Ui là trời, ui là trời. Ừ nhưng mà khoan, cái chỗ này thì ban đêm nhiều khi dân làng à, không được không được. Bây giờ mình phải dời cái giường này xíu. Tại vì bây giờ ban ngày nên dân làng con chưa có nhà qua đây ngủ lên cái giường được á. Đặt cái giường xa xa một xíu. Để thôi dân làng con điên phát nhào qua đây là ngủ luôn á, ban đêm nguy hiểm lắm. Đây mình sẽ đặt giường như vậy đi. Đó, như vậy thì cái mấy mấy farm dân làng của mình nó đã hoạt động thành công rồi đó các bạn ơi. Giờ thì đợi cho dân làng con lớn lên rồi sẽ chạy qua bên đó để đợi mình dẫn đi chỗ khác ha. Và cái chỗ này thì nếu mà mình muốn cho nó đẹp hơn thì mình có thể chỉnh sửa lại, biến cái khu vực này thành một căn nhà chẳng hạn, rồi sau đó làm một cái hàng rào bên ngoài để kiểu như là bảo vệ cho dân làng ha. Ý tưởng đó khá là hay đó. Thôi giờ thì về nhà để chuẩn bị nguyên vật liệu cho cái việc thực hiện ý tưởng đó nào. Ui, đẻ nữa kìa, thấy chưa, trời ơi mắng đẻ vậy. Trời, kiếm này chắc mai mốt mình dẫn dân làng đi không kịp luôn á. Cứ 5 phút đẻ lần gì thì ai mình dẫn cho kịp. Ý, baby. Baby cute, trời 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 trời. Nhỏ mới ra thôi mà. Nhỏ mới chào đời thôi mà cho nhỏ ăn dữ ghê. Ăn nhiều quá nhỏ sình bụng đó.
Khoan đấy ơi. Chỗ này khoan khoan, chỗ này mình phải che lại cho chắc. Quá trời quá đất cho nhỏ ăn lên kìa. Rồi nhóc nhỏ chạy qua đây cưng. Chạy qua đây rồi chui xuống với bạn kìa. Ồ chui xuống với em. Ồ, với anh trai chứ. Cái này ra đời sau nữa gọi là, gọi dân làng này là anh mới đúng á. Thôi mình sẽ không làm phiền nữa, để cho chuyện gia đình người ta xử lý đi. Và cái máy farm của mình nó hoạt động khá là tốt ha. Sau khi xây xong cái phần trụ thì mình sẽ ốp tường ha. Tường thì mình sẽ dùng hai vật liệu chính. Ở phía dưới mình dự định là sẽ ốp vào những cái đá cuội bản sâu. Nhưng mà để mình cắt gọt nó coi coi có cái họa tiết nào mà đẹp không. Cái này nhìn có vẻ lạ vậy. Wow, cái này nhìn lạ nè. Nhìn nó có kiểu bị ngầu ngầu sao á. Được đó nha. Rồi mình sẽ ốp phía dưới bằng những cái đá bản sao được đục này ha. Còn phía trên thì dùng những cái ván gỗ ốp vào thôi. Uầy, nhìn nó kiểu cái ghê sao á. Ok, dùng đi. cho nó lạ lạ một xíu ha. Đây, vật liệu này mình kiểu như lần đầu mình dùng á. Cái cửa sổ làm bự hay nhỏ ta? Làm hai cái cũng được. Hai cái cửa sổ luôn đi. Rồi nói lại. Ồ gì thì bị dài quá rồi. Mình sẽ cắt bục bằng cách là mình sẽ ốp vào nó những cái cầu thang. Sẽ kiểu như vậy. Đấy. Nhìn nó đỡ dài hơn rồi đó. Ở đây. Ở đây. Rồi, xong, tương tự thì mình sẽ làm ở những cái vách tường còn lại ha. Nửa kìa, mang ba cánh một hả? Nửa kìa. Ui. Không ổn mà mình phải xây nhà lẹ lẹ rồi mình dẫn mấy bác dân làng này đi bớt mới được. Chứ không thôi là mấy bác này không chịu kế hoạch quá gia đình là xong luôn á. Để kiểu này thì sao mà đỡ nổi đây. Quá thành công trong cái máy farm này luôn ha. Nhỏ gọn nhưng mà kiểu như hoạt động rất là tốt luôn. Và cái vách tường này thì sao mình xây xong mình thấy nó chưa ổn lắm á nhờ. Có nên đổi cái vật liệu ở dưới này không? Nhìn nó cứ bị làm sao á. Mà thôi lỡ ơi. Lỡ phóng lao theo lao luôn, xây xong đi. Rồi có gì không ổn nữa thì xử lý nó lại ha. Có vẻ là không ổn lắm. Mình nghĩ là mình nên cho thêm trụ. Nhìn cho cái được không ta? Tại vì mình thấy cái phần trụ của cái ngôi nhà này nhìn nó hơi yếu yếu kiểu gì á. Nên mình muốn xây cho nó to to với phần thân xí ha. Xây to to với này tí đi, chắc không sao đâu. Nhìn cái nhà nó sẽ kiên cố hơn á. Chứ cái nhà này nhìn nó giống muốn sập quá à. Rồi. Sau khi làm cái phần viền mái thì tới khúc này mình đang bị vướng nè. Mình không biết là ốp kiểu gì cho nó đẹp nhất đây. Chỗ này mình ốp ngang luôn thì nhìn nó có kỳ không ta? Mình nghĩ sau khi ốp thì cái góc này nó sẽ không đẹp bằng nè. Nhưng mà góc bên này thì nó sẽ đẹp hơn á. Hy vọng nó sẽ gỡ lại. Rồi, như vậy thì mình đã làm xong cái viền của mái rồi ha. Còn về phần mái thì chắc mình sẽ dùng luôn cái phần gạch mà lần trước mình nấu dư á. Lần trước mình xây cái nông trại xong mình bị dư quá trời nè. Mà tới giờ cũng đâu có dùng đâu. Hay là bữa nay mình dùng mấy cái gạch này mình xây phần mái luôn nha. Hợp lý á. Thôi tận dụng luôn ha. Rồi mình đã ốp phần mái xong rồi. Khúc này thì mình sẽ biến tấu lại một xíu ha. Mình sẽ làm giống như cái chỗ này ốp kính vào vậy á. Một xíu về mình lấy kính mình ốp vô đây là nhìn nó hơi bị đã luôn. Ban đêm thì có thể vô đây để ngắm sao các thứ ha. Tại góc này mình xây hơi lỗi nên mình chỉ biết sửa như vậy thôi à. Rồi bây giờ thì nhìn tổng quan từ bên ngoài thì đó, cái nhà của mấy bác dân làng sẽ trông như vậy ha. Nhìn còn khá là kiểu như chưa được hoàn thiện lắm. Tại vì còn khúc này mình chưa ốp nè. Bên ngoài cũng chưa có trang trí nữa. Nên bây giờ sẽ tới công đoạn trang trí để giúp cho ngôi nhà của mình nó trông hoàn thiện và đẹp hơn ha. Và tổng quan sơ qua cái căn nhà sau khi được trang trí thì nó sẽ như thế này ha. Đó, ở trên mình đã ốp bằng kính rồi kìa. Để từ bên trong mình vẫn có thể nhìn lên bầu trời vào buổi tối ha.
Còn phía trên này thì mình sẽ chừa một cái khe hở nhìn cho nó thoáng hơn một tí. Ngoài ra thì cái phần cột nè, mình đã xây thêm bằng những cái hàng rào bằng đá cũng như là bằng gỗ ha. Nhìn nó đã kiên cố và chắc chắn hơn nhiều rồi. Và cái chuông, đây là chi tiết mà mình thích nhất của cái căn nhà này á. Nó sẽ kiểu như một phần nào đó liên quan đến ngôi làng ha. Tại vì trong Minecraft thì chỉ có ngôi làng là chúng ta có thể tìm được cái chuông này thôi à, chứ không còn ở đâu mà tìm được hết. Và các bạn cũng thấy rồi đó, ban đêm xung quanh đây rất là nhiều quái. Nếu mà mình không xây căn nhà này thì tỷ lệ cao là mấy bác dân làng sẽ bị ám sát vào buổi tối ha. Nên rất là nguy hiểm luôn. Và phía trong này thì những cái bác dân làng con á đã lớn rồi nè. Giờ thì chỉ đợi mình ha, đưa lên xe và đèo đi chỗ khác thôi á. Bây giờ thì hết đẻ rồi, tại vì mình đã đủ số lượng giường rồi ha. Đúng ta. Ui còn đẻ nữa hả? Ui là trời. Ui mấy bác ơi, kế hoạch quá gia đình đi mấy bác ơi. Đẻ tàn lan gì là không được rồi. Đẻ liên tục luôn á. Ui là trời. Mình cũng không biết ngăn cản mấy bác này ngừng đẻ kiểu gì nữa. Nhưng mà nói chung nếu đẻ nhiều như vậy thì chứng tỏ cái máy phao của mình rất là tốt ha. Mình sẽ không có di dời hay là chỉnh sửa gì hết. Rồi giờ thì chuẩn bị cho cái công việc tiếp theo trong ngày hôm nay thôi. Là mình sẽ thực hiện cái thử thách. Ồ không, cái thành tựu là bắn một mũi tên nhưng mà giết được hai con phantom ha. Còn ở đây nó còn có một cái thành tựu gì nữa. Cho kẻ cướp nếm mùi gậy ông đập lưng ông. À, hình như là mình sẽ dùng cái nỏ này. Mình bắn vô mấy thanh niên cướp dân làng thì phải. Ui. Ủa sao tự nhiên gấu nhảy dựng lên vậy? Ủa vô gì á? Thôi chắc giờ mình sẽ đi làm cái thành tựu bắn cướp dân làng trước đi ha. Tại vì mình nhớ là gần cái chỗ ở của mình nó cũng có một cái chỗ cướp dân làng. Đâu đó bên này nè. Gần lắm. Bay một xíu là tới à. Qua đó mình bắn vô mông mấy thanh niên đó vài phát coi. Làm thành tựu các thứ đâu. Đâu rồi. Hôm bữa mới thấy đâu bên đây mà ta. Không lẽ mình nhớ nhầm ta. Qua ngọn núi này là tới nè. Chính xác. Đi rồi. Một thanh niên nè, đọ nỏ nè. Coi ai bắn nỏ chuẩn hơn. Đọ nỏ nè. Ow. Hai hit. Ba hit. Wow, ba hit mới chết được một thanh niên cướp dân làng nha. Và mình cũng đã xong cái thành tựu bắn cướp dân làng rồi. Giờ mình sẽ bắn một phát xuyên ba anh luôn nè. Ui, hai anh nè. Nó xuyên một lần ba thanh niên luôn kìa. Quá là đã luôn á. Công nhận cái dòng xuyên thủng nó cũng lợi thiệt. Mình có thể bắn xuyên nhiều mục tiêu cùng một lúc luôn. Quá là tuyệt vời. Hay là bây giờ mình kiếm thanh niên nào mà có cái cờ trên đầu nha. Mình kích hoạt điểm xấu lên, mình farm vật tổ trường sinh cũng được á. Giờ mình mạnh rồi sợ gì nữa. Cỡ trước còn hơi ngán á, chứ bây giờ có điểm xấu mình còn khoái nữa. Để mình có cơ hội mình farm được những cái vật tổ trường sinh ha. Thôi thành tựu. Ui mới nói thì giờ có luôn nè. Xử lý thanh niên này luôn. Một xíu mình sẽ về nhà rồi kích hoạt điểm xấu lên ha. Ui 3000 chỗ của mấy em Axolotl là muốn ghé lại ngắm mấy em à. Mình kiểu bị thích ngắm mấy em Axolotl trong cái bình á. Kia bơi lượn tung tăng thoải mái chưa kìa. Kiểu này là hết sợ bị lạc nữa. Có bao nhiêu là còn bấy nhiêu ở trong á. Mình còn chưa kịp nhân giống á ta. Ít hôm chắc mình sẽ bắt nhiều cá nhiệt đới mình nhân giống lên quá. Để cho trong mấy cái chai này nhiều Axolotl ngắm cho nó đã. Rồi. À mà quên cái làng này còn dân làng nào đâu. Ủi. À nhớ rồi, còn cái bác dân làng đần. Dưới cái bác thủ thư đằng kia. Cái bác vẽ bản đồ đằng kia nữa. Quên nữa ta. Gầu luôn rồi. Ui còn lát trôi bác này nữa. Ủa bác này đâu ra gì. Đánh chuồng cái gì đi ngủ đi ông thần. Mẹ đứa ơi, ngủ ké cho ngủ ké bữa đi. Sáng thức dậy tôi quýnh tiếp cho. Cho tôi ngủ ké đi, sáng có sức tôi bảo vệ bác dân làng cho. Rồi bác núp đi nha, để tôi xử lý. Để tôi bác, để tôi. Rồi bây giờ cướp dân làng đi từ hướng nào đây. Mình sẽ đánh chuồng để phát hiện ra bọn chúng. Ui bọn chúng đi từ đây. Ow no. No 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 no. Ôi no, bác dân làng. Oh, my God.
Không được không được, mày phải thủ tiêu thanh niên này. Ui bác ơi, tôi kêu bác đi chung với tôi mà. Trời ơi, đi núp chỗ khác xong bị thanh niên kia cầm rìu tới công chuyện luôn. Ui sao đợt này đông thế, đợt này đông thế, what the hell. Đợt này nó gấp đôi đợt trước á. Đợt trước có mấy con, đợt này cả đống luôn. Ui da, mấy con hồng ma bay nó bắn đâu, đánh đâu á. Ui là trời, cắn rồi. Ui bây giờ một mình phải cân cái đám á. Khắc nghiệt vậy. Oh my god. Ui ui. Cắn thôi. Mình sẽ dụ bọn chúng ra phạm vi của ngôi làng xíu để mình dễ tấn công hơn á. Bắn một chút. Quá trời đông ơi. Nhưng mà hên là mình đã tiêu diệt hết mấy tên pháp sư ha. Ủa gì, vẫn còn một tên. No. Không ổn tí nào cả. Còn tới pháp sư thì bọn chúng sẽ triệu hồi ra những cái con hồn ma bay á. Hắn đứng ở đâu vậy ta? À hắn đứng trong này. Khốn kiếp thiệt. Tên pháp sư khốn kiếp. Rồi giết được tên pháp sư à. Bây giờ trên bầu trời toàn là hồn ma bay không kìa. Quá là ghê gớm luôn. Hai tên luôn, ba tên luôn. Hình như đây là những tên cuối cùng á. Áo. Cố lên. Một tên nữa thôi. Tên cuối cùng, ngươi núp ở đâu? Ủa? Vẫn còn một tên cướp dân làng. Vô lý thế. À Cái con này. Tên cuối cùng là con này. Ây chà chà, tàn đời ngươi rồi. Con này không giữ đâu. Con này là con không giữ nhất nè. Mình sẽ thủ tiêu nó. Này thì hả? Dám cướp nè. Xong rồi, chiến thắng rồi, đi về thôi. U là trời. Chiến thắng cuộc xâm lược này cũng hơi đuối á. Hồn máy bay nó vẫn còn sống nên nó dí theo mình nè. Bây giờ mình đã có việc rồi. Thế nên chắc cái chuyện áp ca vào đêm thứ ba để cho Phantom xuất hiện thì mình sẽ để vào tập sau. Và cùng lúc đó mình sẽ làm cái thành tựu một mũi tên trúng hai con Phantom luôn ha. Nói chung thì trong ngày hôm nay chúng ta đã có được một cái chỗ để có thể sinh sản cho dân làng rất là thoải mái rồi. Và có vẻ là nó còn hoạt động tốt hơn dự kiến của mình rất là nhiều luôn ha. Thế nên đây là chỗ mà sắp tới mình sẽ qua lại rất là nhiều để mình dẫn những cái bé chân làng sau khi lớn này nè, đến những nơi cần phải làm việc ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Còn bây giờ thì bye bye.